lợi nhuận của Nam An, các con cũng có phần trong đó. Các con cần phải biết. 30% trong Nam An hả? Trời, số vốn không hề nhỏ chút nào. Sao mẹ không dùng số tiền đó để giữ lại căn nhà này? Chỉ nghĩ đến việc gia đình mình mỗi người một nơi, con đã thấy buồn rồi. Mẹ, con cũng nghĩ giống Thiên Nga vậy đó. Căn nhà này đâu nhất thiết cần phải bán như vậy. Bà trả lời câu hỏi của các con đi. Thật ra 25% cổ phần của Nam An không hẳn là của mẹ. Mẹ chỉ đứng tên giùm một người bạn vì họ không tiện xuất đầu lộ diện thôi. Tại sao họ không tiện đứng tên? Hay là bạn của bà đang rửa tiền? Tại sao ông cứ cố tình tìm cách truy vấn tôi trước mặt các con vậy? Ông nên nhớ, ông cũng đang thuộc về công ty Nam An. Nếu như tôi không đứng vững ở Nam An thì ông có làm được giám đốc bệnh viện Nam An hay không? Dạ, con nghĩ mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Mẹ cũng có cách tính riêng của mẹ. Thôi thì con ủng hộ mẹ. Cảm ơn con. Mẹ cũng tính toán đủ đường hết. Tất cả chỉ vì các con thôi. Thôi mà, dù gì các nhà cũng đã bán rồi, các con đừng có tranh cãi với nhau nữa làm gì. Bây giờ con phải tính chuyện mua nhà, an cư thì mới lạc nghiệp được. Mẹ đừng lo, việc mua nhà con cũng nhờ một người bạn bên bất động sản giúp con rồi. Cũng tìm nhà cho tụi nhỏ luôn rồi. Chậm lắm là đầu tuần họ sẽ cử người đến hướng dẫn mình đi xem nhà. Sau khi các con dọn đi, bà nội với con Mân sẽ về quê. Nội à, ở dưới quê bây giờ đâu còn ai để đâu mà nội đồ gì. Bà nội ở dưới đó còn một mảnh đất hương quả. Chu thiên bút của con Mân đang trồng hoa. Sau khi ông nội của con mất, bà nội cũng đã muốn về quê. Mẹ à, nhưng mà cứ nấn ná lại, để coi mẹ con tính toán chia chác tài sản cho tụi con như thế nào. Một phần là cũng vì thằng nhỏ này. Đưa thằng nhỏ cho bà nội đi. Tí ơi tí, để thôi nội, bà cố sẽ lên đây ẩm tí nha tí. Mời vào. Cô xem đi. Đơn xin nghỉ việc. Anh đang làm gì vậy? Tôi tự thấy mình không thích hợp với môi trường làm việc ở đây nữa. Có phải là anh đang giận em đúng không? Em đã hứa là sẽ xem xét và không đặt nặng vấn đề lợi nhuận lên trên lợi ích của bệnh nhân rồi mà. Tại sao anh vẫn cố chấp như vậy? Anh chán ghét bệnh viện này hay là chán ghét em? Chính cô. Hèn gì, anh luôn luôn né tránh em. Em ở nhà thì anh vô bệnh viện, em vô bệnh viện thì anh về nhà. Em biết là do em sai, em đã làm cho ba tức giận. Nhưng không vì vậy mà anh và mẹ anh đổ hết lỗi lầm về cái chết của ba lên đầu của em như vậy. Anh có biết em phải nỗ lực như thế nào để có vị trí như ngày hôm nay không? Lẽ ra anh phải cảm thấy tự hào về điều đó chứ. Nỗ lực như thế nào, em tự biết chứ sao. Anh, có phải anh cảm thấy khó chịu
khi làm việc dưới quyền của vợ không? Cô cứ giữ suy nghĩ đó đi. Cô giữ chiếc ghế đó sẽ êm và ấm hơn gia đình của cô chứ gì. Anh làm giám đốc chuyên môn của một bệnh viện, nếu như anh nghỉ việc thì bệnh viện này hoạt động như thế nào đây? Cha, cái thằng này nó không sợ ta. Cha mẹ. Ủa? Tụi con qua rồi hả? Dạ. Mẹ cứ tưởng là tối tụi con mới qua chứ. Tội nghiệp nắng thằng nhỏ thì sao? Con cũng thấy nắng vậy mà Hà Lan nặng nặc đồ đi đó. Dữ không? Bữa giờ mới chịu qua ngoại hen. Chúc anh sao rồi? Có quậy mẹ không? Dạ không, con khỏe re à. Ba ba nè. Nè, dạ, hai đứa ở lại ăn cơm với mẹ luôn nha. Dạ thôi, bữa khác đi mẹ. Hai đứa con trưa nay đi coi nhà nữa. Ủa, đi coi nhà hả? Dạ. Anh chị xui cho hai đứa ở riêng sao? Dạ, tại mẹ con bán căn nhà đó rồi. Mẹ, mẹ cho con gửi một tí nha. Được. Đưa đây mẹ. Thằng ngoại ẩm nó mới uống sữa bên nhà rồi. Hai tiếng nữa mẹ hãy cho nó uống lại nha mẹ. Mẹ à, con thấy mẹ giữ hai đứa nhỏ hay là... Không sao, mẹ coi được. Đưa đây cho mẹ. Được rồi, dạ. Hai đứa dạ. Con đi đi. Dạ mẹ. Đi nha. Bye nha. Thưa mẹ con đi. Minh. Mẹ. Mẹ, bây giờ con mới hiểu vì sao ba lại thích mảnh vườn này. Con hy vọng là người chủ mới sẽ giữ lại mảnh vườn này. Mẹ cũng hy vọng như con vậy.
Nói thì nói vậy thôi, chứ vợ con nói người chủ mới sẽ đập ngôi nhà này đó. Ba con yêu quý góc giường này. À, hay là để mẹ kêu con Mân về dưới quê trồng thêm một ít cây, để khi nào nhớ ba của con, mẹ ra đó mẹ nhìn. Minh, mẹ hỏi thiệt nha, hai vợ chồng con có chuyện gì xảy ra phải không? Mẹ, không có chuyện gì đâu. Ừ, vậy thì tốt rồi. Mẹ muốn rước di ảnh của ba con về dưới quê để cho mẹ tiện việc nhang khói, chứ để ở trên này nhà cửa ly tán, tụi con lại bận bịu suốt ngày, không có ai nhang khói cho ba con. Mẹ, mẹ tính vậy cũng được. Con nghĩ là con gửi một số đồ ở nhà bạn con. Sao con không đợi khi nào dọn nhà rồi con dọn luôn một lượt? Tại vì bạn con cần một số tài liệu để nghiên cứu, con đem qua cho nó. Ừ, đi rồi nhớ về sớm ăn cơm với mẹ nha. Dạ. Ừ, con đi nha. Ừ. Em xin giới thiệu với anh chị, đây là căn hộ 150m² với 3 phòng ngủ. Giá bên công ty của em bán là 2 tỷ mốt. Hay là mình tham quan thêm một chút nữa đi. Dạ, mời anh chị. Dạ, anh chị thấy sao ạ? Em thấy được không? Vậy mình bàn lại nha. Ừ. Hãy để tụi anh về bàn bạc lại đi, rồi có gì á anh sẽ liên hệ với em sau. Em mời anh chị. Bà có, con đi học mới về. Cháu của bà cố ngoan quá. Con chào nội. Ủa nội, sao con không thấy ai ở nhà hết? Mọi người đi ra ngoài rồi, chưa có ai về hết con. Còn chị Mân đâu nội? Chị Mân xin phép nội đi ra ngoài gặp bạn rồi con. Nội, nội ngồi đây nha. Con dắt bé Nhiếm lên lầu tắm rửa, xong rồi con xuống con nấu gì cho nội ăn nha. Bà cố ơi, con lên chỉnh thay đồ nha bà cố. Ừ, con ngoan quá. Đi con. Dạ. Mời vào. Dạ thưa mẹ. Con
con ngồi đi. Dạ. Con ngồi đi. Dạ con xin lỗi mẹ, bây giờ con mới xong việc à. Không sao, con tới là tốt rồi. Phòng làm việc của mẹ đẹp quá. Dạ. Uống nước đi con. À, mẹ gọi con qua liền như vậy chắc là có chuyện gì quan trọng lắm. Mẹ muốn mời con về Nam An, con nghĩ sao? Ờ, dạ con làm việc ở Y Đức cũng quen rồi mẹ. Mẹ có ý đặt con vào vị trí giám đốc chuyên môn của bệnh viện. Ủa? Con thấy thế nào? Dạ, nhưng mà ba con... Ba con, ông đã từ chức rồi. Ủa? Sao ba con lại từ chức vậy mẹ? Ba con dù là người cấp tiến, nhưng ông ấy vẫn không quen cách làm việc của bệnh viện tư nhân. Con cứ suy nghĩ kỹ đi, rồi từ từ trả lời mẹ sao cũng được. Dạ, vậy thôi, con xin phép mẹ. Ừ. Con có muốn đi tham quan một vòng bệnh viện không? Ờ, dạ. Vậy chờ mẹ chút xíu nha. Dạ. Nội, con mời nội vô nhà ăn cơm. Nội chờ ba con về ăn cơm chung cho vui. Nội, chắc ba con không có về đâu. Đừng có đợi. Con à, con có biết chuyện gì đang xảy ra với ba con không? Bà nội có một linh cảm, có chuyện gì đó đang xảy ra với ba con và mẹ con. Nhưng mà nội không biết là chuyện gì nữa. Con à, con có cảm giác giống như bà nội không? Tính ba của con rất là giống ông nội. Có chuyện gì cũng cắn răng chịu đựng một mình. Ờ mà cái dòng họ Đặng này ai cũng vậy. Cả con nữa cũng vậy luôn phải không? Con à, chỉ còn vài ngày nữa người ta sẽ đến lấy nhà. Nội với con Bân sẽ về quê. Con à, con hứa với nội một chuyện này nha. Nội nói đi, con hứa mà. Hãy để ý quan tâm chăm sóc ba của con. Bữa giờ bà nội thấy ba của con ít khi về nhà, bà nội lo quá. Dạ, con hứa với nội. Có chuyện gì không anh? Em chưa ngủ hả? Ờ, qua phòng anh nói chuyện một chút. Có chuyện gì để sáng mai nói không được hả? Ba em nộp đơn xin nghỉ việc ở bệnh viện Nam An rồi. Sao anh biết? Mẹ nói cho anh nghe. Mẹ nói với anh hả? Ừ. Lúc chiều mẹ có gọi anh qua đây nói chuyện. Mẹ muốn anh thay thế chức giám đốc của ba ở Nam An. Ba đã chính thức nộp đơn xin nghỉ việc rồi.
Dù bà có nghỉ việc ở Nam An, mẹ cũng không nên gọi anh về bên đó chứ. Em cũng không hiểu mẹ đang suy tính gì nữa. Chắc là mẹ đang khó khăn trong chuyện tìm kiếm người thay thế chức giám đốc thôi. Rồi anh có nhận lời mẹ không? Anh chưa trả lời mẹ, nhưng mà chắc là không. Anh thấy làm vậy kỳ lắm. Như vậy thì anh cũng còn có một chút lòng tự trọng đó. Nga, anh đã tìm được một căn hộ rồi. Bữa nào rảnh anh cho em qua đó coi thử. Anh thấy ổn thì ổn rồi. Quan trọng là bé Nhím kìa. Còn tôi thì sao cũng được. Nga, có chuyện gì? Anh xin lỗi. Về điều gì? Về tất cả mọi thứ. Anh muốn vợ chồng mình làm lại từ đầu. Anh không muốn ly hôn. Quá muộn rồi anh. Chị ơi, cho em hỏi. Ủa Kim Thư hả? Em sống ở đây hả? Chị đi đâu vô đây vậy hả? Chị đi kiếm nhà người quen thôi à. Ủa chị tưởng em về Bắc rồi chứ. Em về rồi, nhưng nhớ con em quá nên em vô đây lại. Vậy bây giờ em làm gì? Em làm ở khu công nghiệp chị ạ. Khu công nghiệp hả? Dạ. Chị Thiên Nga, chị đừng nói cho ai biết là chị gặp em ở đây nha. Thôi, em xin phép chị, em đi trước đây ạ. Thiên Nga hả? Sao con biết ba ở đây mà con đi tìm vậy? Bác sĩ Đạt nói cho con biết. Con vô nhà đi. Con ngồi đi. Sao ba không về nhà? Hết nước rồi, con ngồi chơi, ba vô pha trà. Dạ thôi được rồi ba, con không khát đâu. Được rồi. Lại ra nông nỗi này kia chứ.
Dạ. Con uống nước đi. Ngôi nhà này là của đứa học trò. Bây giờ nó đi tu nghiệp ở nước ngoài rồi, nên để trống. Bà đã xin nghỉ việc ở Nam An rồi hả? Vì sao vậy ba? Vì chuyện về mẹ bán căn nhà hả ba? Đó chỉ là một trong những lý do. Cái chính là ba rất sợ phải đối diện với mẹ con. Không lẽ chuyện mà người ta đồn thổi mẹ với ông Đỗ Hải là có thiệt hả ba? Con còn nghe nói số cổ phần mẹ có ở Nam An phần lớn là của ông Đỗ Hải. Con gái nè, không phải chuyện gì người ta cũng nói đúng đâu nghe con. Ba chỉ nghĩ mẹ con chỉ say tiền và mê quyền mà thôi. Nhưng mà ba cứ tránh mặt mẹ hoài như vậy cũng không phải là cách tốt. Ba biết. Nhưng mà đầu óc ba bây giờ rối loạn lắm. Ba chỉ sợ là ba không bình tĩnh khi đối diện với mẹ con thôi. Điều mà ba ân hận nhất là ba không giữ được ngôi nhà của ông nội con, để cho các con phải ly tán. Sao ba cứ dằn vặt chuyện này hoài vậy? Ngôi nhà đó ông nội lúc còn sống cũng đồng ý bán để trả nợ mà ba. Là mẹ của con đặt ông nội vào thế đã rồi, nên ông nội con mới bị. Nên nội mất là vì lý do đó hả ba? Ba cũng không ngờ mẹ con lại thay đổi như thế này. Con gái à, ba là người thất bại phải không con? Hứa với nội một chuyện này nha. Nội nói đi, con hứa mà. Hãy để ý quan tâm chăm sóc ba của con. Bữa giờ bà nội thấy ba của con ít khi về nhà, bà nội lo quá. Dạ, con hứa với nội. Chào anh, anh muốn chào gặp em. Ai ạ? Cho anh gặp giám đốc đi. Đây nè. Anh chờ em chút xíu nha. Thưa giám đốc, có một anh Đặng Thiên Bình muốn xin gặp giám đốc ạ. Dạ, dạ, để em nhắn lại với anh ấy. Dạ. Dạ anh ơi, mời anh đi thẳng quẹo phải là tới phòng giám đốc đang đợi anh á. Dạ cảm ơn anh em. Chào anh.
Mời vào. Chào anh. Chào cô. Mời anh ngồi. Cho tôi gửi cái này. Hóa ra anh là Đặng Thiên Bình hả? Ừ, dạ phải. Tôi là Kim Thư, trợ lý giám đốc của công ty Johan. Mà rất tiếc là giám đốc có việc gấp nên phải đi ra ngoài mất rồi. Ờ... Tuy nhiên sếp có dặn là sáng nay anh tới, cho nên sếp có kêu chuyển hợp đồng lao động này cho anh. Anh xem kỹ các điều khoản trong đó, nếu đồng ý thì ký tên vào. Tôi thấy ổn rồi. Vậy phiền anh ký đầy đủ họ tên và nhớ ký đầy đủ 4 bản cho tôi. Cho tôi gửi. Như vậy là xong, anh có thể ra về. Còn hợp đồng này khi nào sếp về ký, tôi sẽ gửi cho anh qua đường bưu điện theo địa chỉ ở dưới đây. Vậy khi nào thì tôi có thể bắt đầu làm việc vậy? Anh có thể bắt đầu làm việc ngay từ ngày mai, có được không ạ? Tất nhiên là được rồi. Vậy anh có muốn tôi dẫn anh đi giới thiệu làm quen với các đồng nghiệp không? Nếu được vậy thì tốt quá. Vậy thì mời anh. Cảm ơn cô. Thuốc bị bảo hiểm kê khống đã được làm sáng tỏ. Bác sĩ giám đốc muốn em quay trở lại làm ở khoa tim. Công lý luôn thuộc về lẽ phải đối với những bác sĩ tận tâm giống như em. Em phải mạnh mẽ lên vì còn rất nhiều bệnh nhân cần sự giúp đỡ của em. Em thấy mệt mỏi quá. Gia đình cho tới bệnh viện, em không thể nào gượng được nữa. Vậy bây giờ em tính làm gì? Em không biết nữa. Có lẽ em nên nghỉ ngơi một thời gian. Thiên Nga, mày sao vậy? Hả? Mày sao vậy? Mày nói tao nghe coi, mày sao vậy? Mày bị sao vậy hả, Thiên Nga? Kể tao nghe coi, mày như thế nào, hả? Thiên Nga, Thiên Nga. Hôm nay chúng ta đến đây để vĩnh biệt một người bạn, một bác sĩ về cõi vĩnh hằng, thạc sĩ bác sĩ Đặng Thiên Nga. Hằng nhân Nga thân thiết với bác sĩ Thiên Nga, được biết cô ấy rất yêu loài hoa cúc trắng. Vì thế mà chúng tôi muốn tạo nên một không gian ngập tràn hoa cúc trắng
để tiễn biệt người bạn yêu quý của mình. Hãy yên nghỉ bạn nhé. Đó qua cung trăng thiên nga, người bạn thân yêu của tôi, một người phụ nữ dịu dàng trong tính cách nhưng lại rất quyết liệt và bản lĩnh trong công việc. Em tỉnh rồi hả? Em thấy trong người thế nào? Em ổn. À, em nghỉ ngơi nha. Tại sao em lại nằm đây? Em bị ngất xỉu. Không sao đâu. Trần Phương. Thiên Nga, em yên tâm, em sẽ mau khỏe lại thôi. Anh hứa với em, đừng có nói chuyện em bệnh cho bà nội và ba biết nha. Em sợ nội mà biết lại lo người sinh bệnh nữa. Ủa, Trâm Anh, tới sao không điện thoại cho tôi biết? Tôi lạc mất số điện thoại của chị. Mà thôi, nếu chị bận thì hôm khác, tôi sợ trễ giờ làm của chị. Chị đã đến rồi, phải vào trong nhà chơi mới được chứ. À, tôi cũng đang xin nghỉ phép một tuần. Tôi tính ra chỗ lấy vé để mang đi Đắk Nông với Tuấn Anh. Vậy tôi đi với chị được không? Chị lại tính lên đó một lần nữa hay sao? Lên đó lần nữa. Mà sao chị biết tôi đã từng lên đó? Thôi được rồi, mời chị vô nhà, chúng ta nói chuyện. Mời chị. Cảm ơn chị. Chị tìm đến tôi chắc là có chuyện gì phải không? Chị uống nước đi. Cảm ơn chị. Mà tôi định báo với chị, Tuấn Anh gặp tai nạn, nhưng mà chị đã biết. Tôi cũng vừa mới biết thôi. Sao chị lại biết? Không lẽ Tuấn Anh lại nói với chị? Thằng bé dặn tôi là đừng có cho mẹ nó hay, sợ mẹ nó lo lắng. Là chồng chị, ông Lâm nói với tôi. Ông Lâm? Đúng. Ông ấy tìm gặp tôi để truy vấn thằng bé. Tôi xin lỗi. Tại sao? Tại sao chị không cho ông ấy biết Tuấn Anh chính là con trai của chị? Tôi cũng định là khi nào thuận tiện tôi sẽ nói, nhưng rồi lại thôi. Vì sợ ông ấy không chấp nhận thằng bé. Bởi vì chị cứ chần chừ như vậy cho nên ông ấy mới nghi ngờ. Nghi ngờ điều gì? Mà cái ông Lâm này ghen tuông với cả một thằng bé nữa. Ghen với Tuấn Anh? Đầu óc ông ấy thật là...
tôi xin lỗi chị. Chị đừng có xin lỗi tôi. Nếu muốn xin lỗi thì xin lỗi thằng con trai chị kìa. Thằng bé nó đã làm gì mà đẩy nó lên tận Tây Nguyên, rồi đẩy nó ra bãi đào vàng để nó bị thương như vậy chứ? Mà lẽ ra chị phải nói cho chồng chị biết Tuấn Anh chính là con trai của chị. Tôi cũng tính là nhận mẹ con xong rồi tôi sẽ nói. Nhưng mà Tuấn Anh, nó vẫn chưa nhận tôi. Nó không chịu nhìn nhận chị. Trời ơi, Tuấn Anh ơi là Tuấn Anh. Chắc là thằng bé, nó vẫn chưa biết tôi là mẹ ruột của nó. Tại sao lại chưa biết? Tôi đã nói với nó rồi mà. Vậy có lẽ là chắc nó vẫn còn giận người mẹ bạc phận bạc phước này. Chị à, Tuấn Anh á, nó là đứa sống rất tình cảm. Tôi chắc là nó chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận chị. Chị cho nó thêm thời gian nha. Cảm ơn chị nhiều lắm. Chị cầm ra ngoài đó để lo cho Tuấn Anh. Chị đừng có làm như vậy. Tôi cũng là mẹ của nó, tôi có thể lo cho con tôi đầy đủ mà. Tôi xin lỗi vì đã để chồng tôi hiểu lầm. Tôi cũng muốn lên trên đó cùng với chị, nhưng mà tôi cần phải làm rõ chuyện chồng tôi và Tuấn Anh. Mong rằng chị hãy hiểu được tấm lòng của người mẹ bạc phần như tôi. Thôi được rồi, coi như là tôi cầm cho Tuấn Anh. Cảm ơn chị. Chị đừng có liên tục xin lỗi rồi lại cảm ơn như vậy. Tuấn Anh cũng là con trai của tôi mà.